tích TVK15S anh em nhá. Su hơi bát 40 từ 220 có 100. Bát đánh tiếng rất là chắc tiếng luôn anh em nhá. Ở đây thì có sử dụng một cục đẩy công suất 2 kênh 600W cho một kênh, cắt cốt trên những chiếc máy lưng tiếng lưới Acoustic TD3000. Thì anh em thể nhìn thấy quá xịn sò đúng anh em. Thì cái độ dao động nó rất là khủng khiếp đúng anh em. Ở đây thì em đang đánh với cái áp lực cũng khá là căng. Với anh em thể nhìn thấy những cái độ dao động của những cái màng loa này. Đây là súp hơi 40 anh em nhá. Em sẽ cho nhỏ tiếng súp xuống. Bởi vì những cục súp này đánh tiếng nó rất là chắc tiếng, và nếu như ngồi trước này thì rất khó có thể chịu được một thời gian. Đây là em sẽ phải giảm nhỏ xuống để em có thể nói chuyện và giới thiệu với anh em về quả súp hơi 40 này nó sẽ được tốt hơn. Sử dụng những lớp sơn sần cát chắc là không phải giới thiệu với tất cả anh em rồi đúng không ạ? Một trong những cái dòng nhập khẩu trực tiếp, và những lớp sơn sần cát chống bụi, chống nước, chống xước rất là tốt. Anh em có thể cào, có thể cọ vào, không hề có thể xước được. Với những lớp sơn này, anh em để trong gia đình hoặc anh em đi sự kiện cũng rất là thích. Vì sự kiện thì anh em hay bê vác thì nó hay bị xước những cái thùng loa. Ví dụ anh em sử dụng những lớp sơn sần trơn thì nó rất là hay bị xước và nó rất là nhanh cũ đúng không ạ? Nhưng với những lớp sơn sần cát này, nó có thể chống xước cực kỳ là tốt cho tất cả anh em luôn. Nếu anh em đi sự kiện nhỏ, anh em có thể làm hai quả súp này và anh em có thể cắm cọc, anh em có thể để những cặp loa full ở bên trên. Đấy, ví dụ anh em có thể full 30 hoặc full 40, anh em có thể cắm cọc dựng lên một cặp full và một cặp súp, anh em có thể đánh với tầm khoảng 100 đến 200 khách rồi. Đấy, một cái thiết kế, một cái đầu tư rất là nhỏ gọn và nó rất là hiệu quả, giá thành chi phí nó cực kỳ là tốt. Hai tay xách hai bên anh em nhé, hai tay xách hai bên, và ê căng của nó thì sẽ nằm lọt ở bên trong này, và ốc thì nó sẽ bắt ở ngoài rìa, và ốc sẽ là ốc bắt chìm anh em nhé. Ốc bắt chìm nó sẽ tạo cho một cái mỹ quan, một cái thẩm mỹ cực kỳ là tốt và cực kỳ là đẹp khi anh em có thể sử dụng cục súp này. Và mẫu súp này nó thuộc dạng mẫu súp rất là nhỏ gọn. Súp 40 từ 220 có 100, nhưng cái mẫu này nó thuộc dạng mẫu nhỏ gọn anh em nhé. Nhiều anh em hay nghĩ đó là nhỏ gọn thì tiếng nó không được lực, nhưng mà nó đánh rất là uy lực chứ không phải là nhẹ nhàng đâu anh em nhé. Và cái thông số của nó em cho anh em xem luôn. Đây em đang đánh trực tiếp, đang đánh stereo thôi. Và đây TVK15S trở kháng 8 ohm, công suất từ 500 pech có thể lên được 1200W. Với cái công suất này anh em cần phải những cái cục đẩy tầm khoảng 800 đến 1000W thì anh em có thể ra được hết chất của cái cổ súp này luôn. Nó có thể đánh xuống sâu được tới 30Hz, mà một trong những dòng súp 50 rất khó có thể xuống được tới 30Hz. Rất ít có dòng súp 50 có thể xuống được với cái tần số này anh em nhé. Thường thì nó chỉ xuống được tầm khoảng 32-35Hz thôi, nhưng với dòng này nó có thể đánh được tới 30Hz. Thì anh em có thể thấy được với những cái tiếng bát của nó đánh ra rất là lực và đánh xuống sâu, chắc gọn, không bị ù rèn anh em nhé. Đấy. Những cái màng loa này và những cái gân loa, gân là gân vải 3 lớp, màng rất nhiều những lớp gân bên trong ở đây, và đều được những cái tẩm dầu hết anh em nhé. Đấy, đều được tẩm dầu, một trong những hàng chính hãng của lưới Acoustic súp 40 thôi. Đấy. Hai lỗ thông hơi mà đằng trước, và ở đây anh em có thể nhìn thấy đây là những cái ốc chờ. Đây. Đây là những cái em đã bắt những cái bánh xe, những hàng demo bên ngoài của em. Bắt bánh xe để anh em có thể di chuyển, vận chuyển những cục súp này nó sẽ được dễ dàng hơn. Anh em đi sự kiện, anh em có thể di chuyển luôn. Đấy. Và đây. Anh em có thể nghe thấy về tiếng bát đánh rất là chắc tiếng, em phải nhấn mạnh lại với tất cả anh em luôn. Một trong những dòng súp hơi 40 mà rất là đáng chơi để cho anh em có thể lựa chọn và tham khảo. Giá chỉ có 6 triệu 500 nghìn đồng một quả thôi, 13 triệu đồng trên một cặp. Anh em đã sở hữu được một quả súp hàng chính hãng, hàng nhập khẩu trực tiếp rồi, và quá xịn sò. Bên em thì cũng đã có những cái video về những cục súp này cho anh em cùng xem rồi. Mở nội thất cho anh em xem để cho anh em có thể nhìn thấy với cái cục bát. Đấy, tiếng bát đánh rất là chắc tiếng đúng không ạ? Đấy, quá xịn sò luôn. Lỗ thông hơi mà đằng trước đây. Đấy, lỗ thông hơi mà đằng trước. Đấy, quá xịn sò, thùng vách rất là chắc chắn anh em nhé. Rất là chắc chắn, sơn. Phải nhấn mạnh và phải nói nhiều với tất cả anh em về những cái lớp sơn này. Sần cát nhìn nó đẹp, sang xịn mịn luôn anh em nhé. Sang xịn mịn với dòng này. Thùng vách rất là chắc chắn luôn. Đấy. Thì ok, lên video nhanh, test nhanh một quả súp này để cho anh em có thể xem và tham khảo. Thì ok,
Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình anh em nhé. Xem video hãy nhớ like, đăng ký kênh để xem các video mới nhất. Và ok, cho tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau. Lưu ý anh em là súp hơi bát 40 từ 220 cùng 100, hàng chính hãng.